cấm rửa bát kiểu này, kẹo rước ung thư. Cụ ông 156 tuổi để lại một bí quyết sống thọ độc lạ: học sớm để cả đời sống khỏe và viên mãn. Quý vị thân mến, trường thọ là ước nguyện của hầu hết mọi người, bởi cuộc sống ngắn ngủi, ai cũng mong muốn có thể ở lại thế giới này lâu hơn, nhìn thấy nhiều hơn và đi được xa hơn. Bí quyết để trường thọ có rất nhiều, nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là sự kiên trì. Người xưa có câu, dân dĩ thực di thiên, nghĩa là con người lấy việc ăn làm trọng. Nước uống lại là thứ quan trọng nhất trong các loại thực phẩm, bởi nước quan trọng hơn cả thức ăn, vì thế việc uống nước luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Mời quý vị cùng Bờ Tỉnh Thức khám phá ngay bây giờ. Dân, đối với con người hiện đại, uống nước khoa học là chìa khóa cho chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, trong các bí quyết để sống lâu, uống nước chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Phương pháp đứng đầu về trường thọ thậm chí có thể giảm tỷ lệ tử vong tới 87%. Hãy cùng khám phá nhé! Thứ nhất, nước là yếu tố quan trọng hàng đầu cho trường thọ. Nước không chỉ cứu sống con người, mà còn là phương thuốc tốt nhất, đồng thời là yếu tố đầu tiên giúp duy trì sự trường thọ. Tại huyện Ba Mã, Quảng Tây có một danh tiếng vang xa với cái tên đất trường thọ. Theo dữ liệu mới nhất, cứ mỗi 100,000 dân, huyện Ba Mã có tới 35 người sống thọ trên 100 tuổi. Trong khi đó, tiêu chuẩn quốc tế để được công nhận là dùng đất trường thọ là mỗi 100,000 dân phải có ít nhất 7 người sống thọ trên 100 tuổi. Tỷ lệ người trường thọ tại huyện Ba Mã cao gấp 5 lần so với tiêu chuẩn này, và đây là vùng duy nhất trên thế giới mà tỷ lệ người sống thọ vẫn không ngừng tăng lên. Các nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân người dân Ba Mã sống thọ phần lớn là do nguồn nước đặc biệt ở đây, xuất phát từ cấu trúc địa chất đặc biệt, cùng với các khoáng chất phong phú. Nước không chỉ cứu sống con người, mà còn là yếu tố quan trọng nhất giúp kéo dài tuổi thọ. Nhiều bệnh tật bắt nguồn từ việc cơ thể không nhận đủ nước. Khi tuổi tác tăng lên, chức năng của các cơ quan trong cơ thể người già dần suy giảm, khiến họ dễ gặp tình trạng thiếu nước mà không thấy khác. Nếu không kịp thời bổ sung nước, dễ dẫn đến da khô, khó tiêu, táo bón và nguy cơ mất nước, say nắng. Đối với những người lớn tuổi mắc các bệnh tim mạch, thiếu nước có thể làm máu trở nên đặc hơn, dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Ngay cả đối với những người khỏe mạnh, việc hình thành thói quen uống nước đều đặn và hấp thu thêm nước từ nước ép trái cây hoặc các món súp cũng rất cần thiết. Có 4 thời điểm tốt nhất để uống nước trong ngày, giúp kéo dài tuổi thọ. Thứ nhất, uống một cốc nước khi mới thức dậy vào buổi sáng. Điều này giúp thông ruột, nhuận tràng. Thứ hai, uống một cốc nước sau khi ngủ trưa. Sau khi ngủ trưa, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng từ bữa trưa. Do đó uống nước vào khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, tốt nhất là trà xanh, có thể giúp tỉnh táo và giảm mỡ máu. Thứ ba, uống một cốc nước trước bữa tối. Điều này giúp bảo vệ thận, loại bỏ độc tố, ngăn ngừa các bệnh sỏi thận và sỏi mật. Thứ tư, uống một cốc nước trước khi đi ngủ. Việc này giúp làm loãng máu, giảm nguy cơ đột quỵ do tim. Những thời điểm này được coi là lý tưởng nhất để uống nước mỗi ngày. Ngoài ra, có thể uống thêm nước theo nhu cầu. Thứ hai, giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe. Người xưa có câu, thuốc bổ không bằng ăn bổ, ăn bổ không bằng ngủ bổ. Câu này cho thấy giấc ngủ quan trọng đến mức nào. Như người ta vẫn nói, ngủ ngon một đêm, tinh thần sáng suốt gấp bội. Ngủ không đủ, cơ thể rã rời. Chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cơ thể. Vậy, làm thế nào để giấc ngủ mang lại hiệu quả tốt nhất? Lão Tử từng nói, âm dương hòa hợp gọi là đạo. Nói một cách dễ hiểu, giấc ngủ là quá trình hồi phục năng lượng,
giúp con người dưỡng sinh và phục hồi sinh lực, còn ban ngày là quá trình tiêu hao năng lượng. Âm dương cân bằng, thiếu một yếu tố cũng không được. Các nhà dưỡng sinh nổi tiếng cho rằng giấc ngủ là bí quyết dưỡng sinh hàng đầu. Ngủ có thể phục hồi sinh lực, dưỡng khí, bồi bổ tỳ dị, làm chắc xương, tăng cường tinh lực. Giấc ngủ tốt giúp giảm mệt mỏi toàn thân, điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh, hệ nội tiết, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa và hô hấp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và sửa chữa các mô cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện khả năng chống lại bệnh tật. Vậy làm thế nào để giấc ngủ đạt hiệu quả tốt nhất? Thứ nhất là thời gian ngủ. Giấc ngủ tốt nhất để dưỡng âm là vào giờ Hợi, từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Theo y học cổ truyền, âm khí thịnh thì ngủ, dương khí thịnh thì thức. Giờ Hợi là lúc dương khí yếu nhất và âm khí thịnh nhất. Ngủ vào khoảng thời gian này giúp dưỡng âm và giấc ngủ sẽ đạt chất lượng tốt nhất. Buổi sáng nên dậy vào lúc 5 giờ, điều này giúp thúc đẩy dương khí phát triển. Nếu đêm trước ngủ muộn, vẫn nên dậy trước 5 giờ sáng và có thể ngủ thêm một giấc ngắn vào buổi trưa để bù đắp. Người ta thường nói rằng mỗi ngày ngủ đủ giấc, tuổi thọ sẽ kéo dài đến 80 tuổi. Câu nói này thực sự có căn cứ. Giấc ngủ đầy đủ chính là bảo chứng cho sức khỏe. Khi cơ thể ở trạng thái ngủ, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và hệ nội tiết của con người đều được nghỉ ngơi tốt, giúp phục hồi thể lực đã tiêu hao trong ngày làm việc. Người lớn tuổi nên ngủ trong khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ. Tốt nhất là nên đi ngủ trước 11 giờ đêm mỗi ngày. Một giấc ngủ đúng giờ và đầy đủ sẽ giúp duy trì sức khỏe, hỗ trợ các chức năng của cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Khi người già thiếu ngủ, cơ thể sẽ khó phục hồi lại sức mạnh và rất dễ mắc các bệnh liên quan đến hệ thần kinh và tim mạch. Vì vậy, việc duy trì một thói quen ngủ đều đặn, đầy đủ và đúng giờ là vô cùng quan trọng. Theo dữ liệu do Hiệp hội Alzheimer công bố, những người cao tuổi mỗi đêm chỉ ngủ trong vòng 7 giờ, quá trình lão hóa não bộ có thể bị trì hoãn đến 2 năm. Ngược lại, nếu ngủ quá 7 giờ hoặc không đủ giấc trong thời gian dài, sẽ dẫn đến tình trạng giảm tập trung, thậm chí gây ra chứng sa sút trí tuệ ở người già và tăng nguy cơ tử vong sớm. Thứ hai, tư thế ngủ cũng rất quan trọng. Ngủ ở tư thế cong như cánh cung có thể giảm tác động của lực hấp dẫn lên cơ thể, giúp người ngủ cảm thấy thoải mái hơn. Vì tim chủ yếu nằm ở phía bên trái cơ thể, nằm nghiêng về bên phải sẽ giúp giảm áp lực lên tim. Những người có thói quen ngáy khi ngủ cũng phù hợp với tư thế này, bởi vì ngáy thường gây ra tắc nghẽn hô hấp. Nếu nằm ngửa, lưỡi sẽ rơi xuống phía sau, rất dễ gây sụt đường thở, khiến hô hấp khó khăn hơn và làm tình trạng ngáy trầm trọng thêm. Thứ ba, phòng ngủ không nên quá lớn vì dễ làm tán đi dương khí. Khi chọn hướng nhà ở, nên chọn nhà quay về phía nam để ánh nắng mặt trời không bị chắn bởi các tòa nhà phía trước. Tránh ở những phòng ẩm ướt, lạnh lẽo, vì điều này không tốt cho sức khỏe của khớp. Đối với người cao tuổi, phòng ngủ không nên quá rộng để dễ tập trung dương khí. Theo nguyên tắc dưỡng sinh truyền thống, khi ngủ nên đóng kín cửa sổ. Cơ thể khi đã ngủ sẽ hình thành lớp bảo vệ dương khí trên bề mặt. Gió từ bên ngoài có thể thổi tán đi lớp dương khí này. Trước khi ngủ, nên tắm hoặc bật điều hòa để làm mát phòng ngủ. Tuy nhiên, khi ngủ cần đóng kín cửa sổ và mặc đồ ngủ. Thứ tư, phương hướng ngủ cũng có ý nghĩa. Danh y thời Đường, Tôn Tư Mạc, trong tác phẩm Thiên Kim Phương đã đề cập, phàm là người ngủ, xuân hạ nên hướng đông, thu đông nên hướng tây, tức là vào mùa xuân hè, nên nằm ngủ đầu hướng về phía đông, và vào mùa thu đông, đầu nên hướng về phía tây. Điều này phù hợp với nguyên tắc xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm,
thu đông dưỡng âm. Thứ ba, đi bộ là phương pháp dưỡng sinh trường thọ tốt nhất. Tổ chức Y tế Thế giới công nhận rằng đi bộ là môn thể thao tốt nhất trên thế giới. Nhiều hiệp hội tim mạch và các chuyên gia trên khắp thế giới đều khuyến khích điều này. Hiện nay, đi bộ đã trở thành hoạt động chăm sóc sức khỏe phổ biến nhất trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới từng nhấn mạnh, đi bộ là một trong những môn thể thao tốt nhất thế giới, vừa đơn giản, dễ thực hiện, vừa mang lại hiệu quả cao. Không phân biệt giới tính hay độ tuổi, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào, và đó cũng chính là lý do mà các chuyên gia y tế luôn khuyến khích điều này. Theo huấn luyện viên thể hình giàu kinh nghiệm, Phó Cường, đi bộ có thể giúp xương hỗ trợ cơ thể tốt hơn, từ đó giảm tình trạng mất khoáng chất trong xương và có hiệu quả trong việc cải thiện chứng loãng xương. Bất kỳ ai, dù là nam hay nữ, trẻ hay già, đều có thể bắt đầu thực hiện thói quen này mà không bao giờ là muộn. Như câu nói mỗi ngày đi bộ một chút, sống đến 99. Gần đây, viện sĩ Trương Bá Lễ cũng chia sẻ về thói quen đi bộ suốt 20 năm của ông. Ông Trương đã nhấn mạnh rằng, để giữ gìn sức khỏe, ông luôn duy trì việc đi bộ từ 7,000 đến 8,000 bước mỗi ngày, và thói quen này đã kéo dài suốt 20 năm. Ông cũng khuyến khích mọi người, nếu có thời gian, hãy đi thêm vài bước, đi nhanh hơn một chút để làm tim đập nhanh hơn và đổ mồ hôi nhẹ. Đó là trạng thái lý tưởng nhất. Việc đi bộ hàng ngày mang lại 3 lợi ích lớn cho người trung niên và cao tuổi. Thứ nhất, nó giúp kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu cho thấy, những người đi bộ hơn 30 phút mỗi ngày, bất kể lượng mỡ trong cơ thể họ cao đến đâu, khả năng chống chịu của họ cũng cao gấp 4 lần so với những người khác. Thứ hai, đi bộ giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Chuyên gia giáo dục sức khỏe Hồng Chiêu Quang cho biết, đối với hầu hết mọi người, đi bộ là phương pháp ngăn ngừa bệnh tim đơn giản và tiện lợi nhất. Thứ ba, đi bộ giúp ngăn ngừa và cải thiện chứng loãng xương. Huấn luyện viên thể hình Phó Cường cũng khẳng định, đi bộ giúp xương hỗ trợ trọng lượng cơ thể tốt hơn, từ đó giảm tình trạng mất khoáng chất trong xương và ngăn ngừa chứng loãng xương. Cuối cùng, khi đi bộ, cũng cần chọn địa điểm phù hợp. Công viên và bãi cỏ là những nơi lý tưởng nhất. Nhiều người có thói quen đi bộ dọc theo lề đường. Tuy nhiên, theo giáo sư Lý Tĩnh của Bệnh viện Y học Cổ truyền Kết hợp Nam Kinh, đây có thể là cách đi bộ vô ích. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Sức khỏe năm 2017, giáo sư Lý giải thích rằng các con đường thường có mức độ ô nhiễm không khí rất cao. Các phương tiện giao thông qua lại thường thải ra nhiều khí carbon monoxide và carbon dioxide có hại. Nếu hít phải trong khi vận động, sẽ gây hại cho sức khỏe. Tốt nhất là đi bộ ở những nơi có môi trường không khí tốt hơn, chẳng hạn như công viên. Ngoài ra, thảm cỏ nhựa phù hợp hơn so với đường nhựa, vì việc đi bộ trên đó giúp giảm tác động lên khớp gối. Nước là yếu tố hàng đầu của trường thọ, ngủ là bước quan trọng nhất trong việc dưỡng sinh, và đi bộ là bài tập tốt nhất để duy trì tuổi thọ. Phương pháp này đơn giản, không tốn kém và ai cũng có thể thực hiện được. Hãy nhớ kiên trì thực hiện để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đừng chần chừ nữa, trường thọ đang chờ bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, việc nấu ăn là điều mà mọi người đều thực hiện mỗi ngày. Một chế độ ăn uống hợp lý và cân bằng sẽ giúp ích cho sức khỏe cơ thể. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, việc rửa bát đũa lại trở thành vấn đề phiền toái cho nhiều người. Điều này tuy nhìn có vẻ nhỏ nhặt, nhưng thực ra việc rửa bát đĩa cũng có những phương pháp và kỹ năng nhất định. Nếu làm không đúng cách, không chỉ ảnh hưởng đến độ sạch của bát đĩa, mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Một số người thường cảm thấy rửa bát đĩa quá phiền phức,
nên chỉ dùng vòi nước xả qua vài lần mà không thực sự cọ rửa kỹ càng. Thậm chí, có người còn thích chất đống bát đĩa lại, đến khi bồn rửa đầy ứ mới bắt đầu dọn dẹp. Do việc rửa bát đĩa không đúng cách, mà nhiều người vô tình biến bát đũa trông có vẻ sạch sẽ trở thành kẻ hại sức khỏe cả gia đình. Trong một chương trình của đài truyền hình Trung ương CCTV có tên là Tham khảo sớm trong cuộc sống, đã từng đưa tin về vấn đề vệ sinh bát đĩa với tiêu đề một miếng dễ rửa bát, cả nhà bị ngộ độc. Dù mỗi ngày chúng ta đều nấu ăn trong bếp và có dọn dẹp thường xuyên, nhưng bếp vẫn là nơi có nhiều góc khuất vệ sinh. Một số vi khuẩn và virus có thể phát triển tại đây, gây ra các vấn đề về sức khỏe. Về tác động ngắn hạn, những vi khuẩn này có thể gây ra các triệu chứng như tiêu chảy cấp, đau bụng và viêm dạ dày ruột cấp tính. Trong dài hạn, các chất độc như aflatoxin có thể dẫn đến nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư thực quản cho các thành viên trong gia đình. Dưới đây là 6 thói quen sai lầm trong việc rửa bát mà nhiều người mắc phải và cần nhắc nhở gia đình chú ý. Thứ nhất, sử dụng dễ rửa bát quá lâu mà không thay thế hay khử trùng. Nhiều người dùng một chiếc dễ lau để lau bàn, rửa bát đũa và cả bếp mà không thay mới trong nhiều tháng liền. Thực tế, một chiếc dễ mới sau một tuần sử dụng đã có lượng vi khuẩn nhiều hơn bạn tưởng tượng, bao gồm cả vi khuẩn Salmonella, E. coli và Vibrio cholerae, những vi khuẩn gây bệnh đường ruột nguy hiểm. Thứ hai, không rửa bát ngay sau khi ăn mà ngâm lâu trong nước. Việc để bát đĩa dính thức ăn ngâm trong nước trong thời gian dài tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Nếu để quá 4 tiếng không rửa, số lượng vi khuẩn sẽ tăng lên ngoài sức tưởng tượng của bạn. Khi ăn xong, bát đĩa dính thức ăn, dầu mỡ và nước bọt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Một số loại vi khuẩn không thể loại bỏ chỉ bằng cách rửa đơn giản. Do đó, hãy rửa bát ngay sau khi ăn. Thứ ba, không nên bôi trực tiếp nước rửa bát lên bát đĩa. Khi ăn ở ngoài, chúng ta thường cảm thấy bát đĩa có mùi nước rửa bát. Đó là do hóa chất còn tồn dư. Khi rửa bát tại nhà, không nên đổ trực tiếp nước rửa bát lên bát đĩa hoặc dễ rửa. Điều này có thể khiến bát đũa dính hóa chất độc hại. Nên tạo bọt nước rửa bát trước rồi dùng dễ rửa để làm sạch bát đĩa. Thứ tư, sau khi rửa bát đũa xong, hãy để khô. Nhiều người thường xếp chồng bát đĩa lại ngay sau khi rửa. Nhưng nghiên cứu cho thấy việc xếp chồng lên nhau làm tăng lượng vi khuẩn lên tới 70 lần so với việc để bát đũa đứng thẳng. Trong tủ bát, môi trường kính, nhiệt độ cao càng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Do đó, sau khi rửa bát, hãy để khô tự nhiên trước khi xếp vào tủ hoặc dùng khăn sạch chuyên dụng để lau khô. Thứ năm, không phải bát đĩa nào cũng cần dùng nước rửa bát. Thực tế, với những loại bát đĩa đựng rau quả hoặc thức ăn không có dầu mỡ, chỉ cần tráng qua nước là sạch. Nếu bát đĩa quá nhiều dầu mỡ, có thể dùng giấy để lau sạch dầu trước, rồi dùng nước nóng rửa. Nếu vẫn còn nhiều dầu, có thể sử dụng nước kiềm pha với nước nóng để rửa, nhưng cần đeo găng tay để tránh gây hại cho da. Thứ sáu, không pha loãng nước rửa bát. Có nhiều người phàn nàn rằng bát đĩa sau khi rửa vẫn trơn nhờn, đó là do nước rửa bát chưa được rửa kỹ. Trước khi rửa, nên pha loãng nước rửa bát với nước trong một bát nhỏ, sau đó dùng dễ rửa để làm sạch bát đĩa. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn và sạch sẽ hơn. Các bước rửa bát đúng cách gồm: sau khi ăn xong, hãy đổ bỏ thức ăn thừa trên bát đĩa, rồi xả qua nước, tránh ngâm lâu. Nước rửa bát nên được pha loãng trong nước, không đổ trực tiếp lên bát đĩa hay dễ rửa. Sau khi rửa xong, lau khô hoặc để ráo nước. Bát đũa sau khi rửa sạch có thể để trong tủ sấy hoặc giá đựng có thông gió rồi mới cất đi. Vậy,
Mẹo rửa bát nào là hiệu quả? Thứ nhất, bạn có thể dùng bột mì để loại bỏ dầu mỡ. Nếu bát đĩa quá nhiều dầu, hãy rắc một chút bột mì lên bề mặt. Bột mì sẽ hấp thụ dầu mỡ, sau đó rửa lại bằng nước sạch, bát đĩa sẽ rất sạch sẽ. Sau khi rửa bát đũa, chỉ cần dùng nước sạch để tráng lại là được. Thứ hai, bạn có thể thêm một lát chanh vào nước rửa bát. Điều này không chỉ giúp diệt khuẩn mà còn mang lại hương thơm chanh dễ chịu cho bát đĩa. Thường thì một chậu nước chỉ cần thêm hai lát chanh tươi là đủ. Tất nhiên nếu không có chanh tươi, bạn cũng có thể dùng chanh khô thay thế. Thứ ba, trong quá trình nấu cơm, bạn có thể giữ lại nước do gạo. Sau khi ăn xong, hãy sử dụng nước do gạo để rửa bát đũa. Khả năng loại bỏ dầu mỡ của nước do gạo không hề kém cạnh nước rửa chén, mà còn không để lại dư lượng hóa chất trên bát đũa, giúp bạn yên tâm hơn. Điều này cũng giúp bạn tránh được sự tồn dư của hóa chất sau khi sử dụng các loại chất tẩy rửa. Thứ tư, sử dụng muối để rửa bát cũng là một lựa chọn tốt. Bạn chỉ cần rắc muối vào bát, dùng dễ lau để chà xát, dầu mỡ sẽ được loại bỏ dễ dàng. Sau đó, tráng lại bằng nước sạch là bát đũa sẽ sạch bong. Muối không chỉ có tác dụng vật lý mà còn có tác dụng hóa học. Nó làm mất nước của vi khuẩn, từ đó giúp bát đĩa sạch sẽ hơn. Thứ năm, thứ tự rửa bát cũng rất quan trọng. Đầu tiên, hãy đổ hết thức ăn thừa trên bát đĩa, sau đó rửa đũa trước, tiếp đến là cốc và bát ăn cơm, cuối cùng mới rửa đĩa đựng thức ăn. Vì dầu mỡ sẽ bám lại trong nước rửa, nên bạn nên rửa những vật ít dầu mỡ trước, sau đó mới đến những thứ nhiều dầu mỡ. Đây là một trình tự rất quan trọng. Vậy, khi rửa bát cần lưu ý những gì? Thứ nhất, không làm sạch hoàn toàn vi khuẩn. Trên bể rửa bát có rất nhiều vi khuẩn, nhưng sau khi rửa bát xong, nhiều người chỉ rửa qua loa rồi để lần sau tiếp tục dùng. Thực tế, điều này rất không vệ sinh. Thức ăn thừa từ bữa tối có thể bám lại trên bể rửa bát. Nhiều người còn để bể ở nơi ẩm ướt, làm tăng nguy cơ vi khuẩn sinh sôi. Thứ hai, vắt bể không khô. Sau khi sử dụng, nhiều người chỉ vắt sơ qua rồi để lại mà không quan tâm đến việc làm khô. Điều này cũng rất không vệ sinh. Sau khi dùng xong, nên vắt bể cho khô hoàn toàn rồi phơi ở nơi thoáng gió để nó khô tự nhiên. Thứ ba, khử trùng đúng thời gian. Sau mỗi lần sử dụng, chúng ta nên khử trùng bể rửa bát và bát đũa kịp thời. Bể rửa bát và bát đũa cần được khử trùng bằng nước sôi ít nhất 1 đến 2 tháng một lần. Phương pháp khử trùng đơn giản nhất là luộc trong nước sôi khoảng 30 phút, đảm bảo nước phủ qua bát đũa và bể rửa. Thứ tư, thay thế định kỳ. Không nên chỉ khử trùng bể sau mỗi lần sử dụng và dùng liên tục. Chúng ta nên thay bể định kỳ, khoảng 1 đến 2 tháng một lần. Dù có khử trùng kỹ lưỡng thế nào, bể rửa bát cũng không thể sạch hoàn toàn. Mỗi vật dụng đều có dòng đời nhất định. Việc thay bể mới không tốn nhiều tiền, mà so với sức khỏe gia đình thì chi phí này rất xứng đáng. Thứ năm, phân loại các dụng cụ rõ ràng. Bể rửa bát chỉ nên dùng để rửa bát, không nên sử dụng cho các việc khác. Điều này tránh cho vi khuẩn xâm nhập nhiều hơn. Nếu không rửa sạch sẽ, bát đĩa sẽ dễ sinh vi khuẩn hơn. Mặc dù vi khuẩn trên bát đĩa không gây hại ngay lập tức, nhưng qua thời gian, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu, vi khuẩn và virus dễ dàng tấn công, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, việc rửa sạch bát đũa ngay sau khi ăn là rất quan trọng. Đồng thời cũng cần chú ý đến phương pháp rửa bát. Nói chung, việc hình thành thói quen đúng cách sẽ đảm bảo độ sạch của bát đĩa, đồng thời mang lại môi trường sống khỏe mạnh cho gia đình. Hãy bắt đầu thói quen tốt này ngay từ bây giờ.
Quý vị thân mến, nếu có ai hỏi bạn rằng nhà bếp hay nhà vệ sinh bẩn hơn, nhiều người chắc chắn sẽ trả lời rằng nhà vệ sinh. Nhưng thật đáng tiếc, câu trả lời này có thể sai. Theo một báo cáo điều tra về vệ sinh nhà bếp của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, kết quả từ hơn 30,000 hộ gia đình tại Bắc Kinh và Thượng Hải cho thấy rằng có hơn 50,000 bể rửa bát được thu thập và kiểm tra. Kết quả cho thấy trên bể rửa bát xuất hiện tới 19 loại vi khuẩn gây bệnh khác nhà như Staphylococcus aureus, Salmonella, E. coli và Candida albicans. Tại Bắc Kinh, mỗi bể rửa bát có khoảng 100 tỷ vi khuẩn, trong khi đó tại Thượng Hải, con số này là 500 tỷ vi khuẩn trên mỗi bể. So sánh với bồn cầu, số vi khuẩn trên bồn cầu chỉ khoảng 30 triệu. Điều này có nghĩa là bể rửa bát bẩn hơn bồn cầu rất nhiều lần. Tại sao ngày càng nhiều người mắc bệnh ung thư? Theo số liệu do Trung tâm Ung thư Quốc gia công bố, vào năm 2016, số ca mắc mới ung thư tại Trung Quốc là 4.06 triệu người và số ca tử vong mới do ung thư là 2.41 triệu người. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2016, tỷ lệ mắc ung thư thô vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là ở phụ nữ, mỗi năm tăng khoảng 3%. Tại sao ngày càng nhiều người mắc bệnh ung thư ở Trung Quốc? Phần lớn nguyên nhân liên quan đến những yếu tố sau. Đầu tiên, xu hướng già hóa dân số tại Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Ung thư là căn bệnh có mối liên hệ chặt chẽ với tuổi tác. Khi tuổi thọ trung bình của dân số tăng lên, tỷ lệ người trên 60 tuổi cũng tăng lên, từ đó nguy cơ mắc bệnh ung thư cũng gia tăng theo. Trong nhóm người từ 60 đến 64 tuổi, cứ mỗi 100,000 người thì có 700 người mắc ung thư. Còn trong nhóm người từ 80 đến 84 tuổi, con số này tăng lên 1,600 người trên mỗi 100,000 người. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến số người mắc ung thư không ngừng gia tăng. Cùng với quá trình đô thị hóa, công tác bảo vệ môi trường bị lãng quên. Các vấn đề như ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm và ô nhiễm nguồn nước đều làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong lối sống hiện đại cũng khiến nguy cơ ung thư tăng cao. Việc thường xuyên thức khuya, hút thuốc, uống rượu, ngồi lâu không vận động hay tiêu thụ nhiều thực phẩm nướng, chiên rán đều làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Cuối cùng, nhận thức về sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, cùng với sự tiến bộ của kỹ thuật y tế, giúp phát hiện ung thư sớm hơn. Nhiều bệnh nhân ung thư được chẩn đoán trong quá trình kiểm tra sức khỏe hoặc sàng lọc ung thư. Nhờ sự tiến bộ trong thiết bị y tế, việc phát hiện và chẩn đoán ung thư cũng trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo là 4 thói quen xấu khi rửa bát có thể mang lại rủi ro cho sức khỏe. Có câu nói bệnh từ miệng mà vào, việc rửa bát có vẻ như là một việc đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng những thói quen xấu nhỏ nhặt, tích tụ theo thời gian, có thể âm thầm trở thành trợ thủ cho bệnh ung thư. Đặc biệt, những thói quen rửa bát xấu dưới đây cần được thay đổi càng sớm càng tốt. Thứ nhất, để bát đũa úp chồng lên nhau. Nếu bát đũa úp sát vào nhau mà không được để ráo nước, sẽ dễ gây tích tụ nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Trong ngắn hạn, điều này có thể gây ra viêm dạ dày ruột cấp tính, dẫn đến nôn mửa và tiêu chảy. Trong dài hạn, nó có thể sinh ra aflatoxin, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày và nguy cơ ung thư. Thứ hai, không thay bể rửa bát thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy, có tới 20% bể rửa bát chứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Ngay cả khi bạn đã vệ sinh kỹ, vi khuẩn vẫn có thể tồn tại và sinh sôi. Sử dụng bể rửa bát quá lâu mà không thay sẽ khiến bát đũa rửa xong càng thêm bẩn.
Thứ ba, đổ trực tiếp nước rửa chén lên bát đũa khi rửa. Khi không pha loãng mà trực tiếp nhỏ nước rửa chén lên bát đũa, điều này không chỉ làm tăng khối lượng công việc rửa, mà còn dễ để lại cặn hóa chất. Việc sử dụng những bát đũa này lâu dài có thể làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Thứ tư, ngâm bát đũa quá lâu rồi mới rửa. Ngâm bát đũa trong nước quá lâu sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng, trong đó có cả các vi khuẩn gây bệnh như Helicobacter pylori và Aspergillus flavus. Điều này cũng làm tăng nguy cơ ung thư. Quý vị thân mến, dưới đây là 5 thói quen tiết kiệm có thể đang nuôi dưỡng tế bào ung thư. Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng một số thói quen tưởng chừng như tiết kiệm lại có thể gây hại cho sức khỏe. Những thói quen này có thể đang nuôi dưỡng tế bào ung thư. Thứ nhất, tiết kiệm điện bằng cách nấu ăn mà không bật máy hút mùi. Nhiều người trung niên và cao tuổi muốn tiết kiệm điện nên khi nấu ăn, họ không bật máy hút mùi. Tuy nhiên, việc này khiến họ thường xuyên tiếp xúc với môi trường đầy dầu mỡ, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như viêm phế quản, viêm họng và thậm chí là ung thư phổi. Nên bật máy hút mùi khoảng 30 giây trước khi nấu ăn, và sau khi nấu xong nên để máy hoạt động thêm một lúc rồi mới tắt. Thứ hai, tiết kiệm nước bằng cách không rửa nồi trước khi xào món tiếp theo. Sau khi nấu xong một món, nếu nồi vẫn còn sạch, nhiều người không rửa mà tiếp tục dùng để nấu món khác. Tuy nhiên, trong nồi vẫn còn sót lại dầu mỡ và thức ăn thừa. Khi nấu lại, những thức ăn này có thể bị cháy khét, sinh ra các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Thứ ba, ăn dầu ăn đã hết hạn. Dầu ăn cũng có hạn sử dụng. Nếu để lâu, dầu sẽ sinh ra aflatoxin và các hợp chất hóa học có hại, từ đó gây nguy hiểm cho sức khỏe. Thứ tư, ăn lại thức ăn thừa từ ngày hôm trước. Bác sĩ trưởng khoa dinh dưỡng của Trung tâm Y học số 8 thuộc Bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Yuo Xiaoxia, cảnh báo rằng thức ăn thừa qua đêm không chỉ mất đi chất dinh dưỡng, mà còn dễ sinh ra vi khuẩn, tạo ra nitrit, một chất có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Thứ năm, thường xuyên ăn thực phẩm chế biến sẵn. Các loại thực phẩm chế biến sẵn như hamburger, pizza, mì ăn liền, xúc xích và các món ăn sẵn khác thuộc nhóm thực phẩm siêu chế biến. Chúng chứa lượng muối, đường và chất béo cao, tiêu thụ quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Việc tỷ lệ ung thư cao ở Trung Quốc có liên quan đến nhiều yếu tố như già hóa dân số, ô nhiễm môi trường, thay đổi lối sống và sự tiến bộ của kỹ thuật y tế. Mọi người cần hình thành thói quen sống lành mạnh, và khi rửa bát cũng cần tránh những thói quen sai lầm để bảo vệ sức khỏe. Một số thói quen tưởng chừng như tiết kiệm, thực chất lại gây hại cho cơ thể. Dưới đây là những điều người mắc ung thư hối tiếc vì đã không làm. Hãy đọc để bảo vệ bản thân và gia đình mình. Thứ nhất, ung thư dạ dày dễ xảy ra ở những người bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày. Những người mắc viêm dạ dày teo, loét dạ dày và polyp đường tiêu hóa cũng thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư dạ dày. Từ 40 tuổi trở đi, nên kiểm tra dạ dày bằng phương pháp nội soi. Nếu không có gì bất thường, hãy kiểm tra lại sau mỗi 3 đến 5 năm. Thường xuyên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ăn 3 bữa mỗi ngày đúng giờ, đủ lượng, tránh ăn quá no hoặc để cơ thể quá đói, không ăn uống quá độ. Tránh xa các thực phẩm có hàm lượng muối cao, thực phẩm hun khói và thực phẩm ngâm muối. Bỏ hút thuốc và uống rượu, giữ tinh thần thoải mái, học cách giảm căng thẳng. Thứ hai, ung thư phổi thường gặp ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh, những người hút hơn 20 bao thuốc mỗi năm và bỏ thuốc chưa được 15 năm. Ngoài ra,
Những người làm việc trong môi trường tiếp xúc lâu dài với hóa chất như asbest hay bị xơ phổi lan tỏa hoặc mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư phổi. Những đối tượng này cần định kỳ đi kiểm tra công ty phổi liều thấp, ít nhất một lần mỗi năm. Đồng thời, nên tránh xa thuốc lá và môi trường có khói thuốc lá thụ động. Cũng cần tránh ô nhiễm không khí trong nhà như khói dầu mỡ hoặc ô nhiễm từ việc trang trí nhà cửa. Những người tiếp xúc với hóa chất do nghề nghiệp cần chú trọng việc bảo hộ và không ra ngoài vào những ngày có sương mù. Thứ ba, ung thư cổ tử cung. Những phụ nữ có lần quan hệ tình dục đầu tiên dưới 16 tuổi, có nhiều bạn tình hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư cổ tử cung. Những người có dấu hiệu chảy máu âm đạo bất thường hoặc khí hư bất thường cũng thuộc nhóm nguy cơ cao. Phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên bắt đầu kiểm tra tế bào học cổ tử cung định kỳ, từ 21 đến 29 tuổi, mỗi 3 năm kiểm tra một lần, từ 30 đến 65 tuổi, mỗi 5 năm nên làm kiểm tra tế bào học cổ tử cung kết hợp với xét nghiệm HPV. Sau 65 tuổi, nếu không có bất thường thì không cần phải tiếp tục sàng lọc. Biện pháp phòng ngừa ung thư cổ tử cung tốt nhất là tiêm vaccine HPV. Đồng thời cần giữ gìn vệ sinh cá nhân và tránh có nhiều bạn tình. Nếu không có nhu cầu sinh sản, việc sử dụng bao cao su là cần thiết. Thứ tư, ung thư vú. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, chưa từng sinh con hoặc cho con bú, sinh con lần đầu sau 35 tuổi, hoặc có chu kỳ kinh nguyệt trước 12 tuổi và mãn kinh sau 55 tuổi, những người bị tăng sản tuyến vú không điển hình cũng thuộc nhóm nguy cơ cao. Sau 18 tuổi, mỗi tháng phụ nữ nên tự kiểm tra vú một lần. Thời điểm kiểm tra tốt nhất là sau khi sạch kinh khoảng một tuần. Lúc này ngực mềm, có thể dễ dàng dùng đầu ngón tay để kiểm tra khắp vùng ngực, đặc biệt là vùng nách và vùng giữa ngực. Nếu thấy có dấu hiệu sưng hoặc u cục, cần đi khám ngay. Sau 30 tuổi, tốt nhất là mỗi năm nên siêu âm vú một lần. Từ 40 tuổi trở đi, nên kết hợp siêu âm vú và chụp XQUANG tuyến vú mỗi năm một lần. Nếu có tổn thương nghi ngờ, cần phải kiểm tra kỹ hơn bằng cách chụp MRI có tiêm thuốc cản quang. Phụ nữ nên tránh xa thuốc lá và rượu, có con và nuôi con bằng sữa mẹ đúng thời điểm. Thứ năm, ung thư đại trực tràng. Những người mắc viêm đại tràng mãn tính, có polyp đại tràng hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư đại tràng. Những người có các triệu chứng đau bụng dưới không rõ nguyên nhân, phân có chất nhầy hoặc lẫn máu, cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao. Mỗi năm, nên thực hiện khám trực tràng bằng ngón tay và xét nghiệm máu ẩn trong phân ít nhất một lần. Từ 40 tuổi trở đi, nên soi đại tràng ít nhất một lần mỗi 10 năm. Trong sinh hoạt hàng ngày, nên sắp xếp bữa ăn hợp lý, ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, đậu, rau quả tươi. Lượng thịt đỏ tiêu thụ mỗi tuần không nên vượt quá 500 gram. Nên tập thể dục thường xuyên, tránh tình trạng thừa cân và uống nhiều nước. Thứ sáu, ung thư gan. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư gan, lạm dụng rượu, bị tổn thương gan do thuốc hoặc xơ gan và có tiền sử viêm gan B đều thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan. Những đối tượng này nên đi siêu âm gan và kiểm tra alpha fetoprotein AFP định kỳ 6 tháng một lần. Đồng thời cần tiêm vaccine viêm gan B kịp thời. Tránh uống các loại đồ uống có cồn. Duy trì chế độ ăn nhạt. Tránh các thực phẩm cay, nhiều dầu mỡ. Không ăn đồ mốc, hư hỏng hoặc chưa chín kỹ. Quý vị thân mến, vậy làm thế nào để phòng ngừa ung thư trong cuộc sống hàng ngày? Thứ nhất, tránh tăng cân quá mức. Khi cơ thể tích trữ quá nhiều mỡ, nguy cơ mắc ung thư sẽ tăng cao. Do đó, cần duy trì vóc dáng trong mức cân nặng hợp lý. Nếu vòng eo quá lớn trong khi tay chân lại nhỏ, đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư cao hơn.
Nghiên cứu cho thấy, cứ mỗi inch dòng eo tăng thêm, nguy cơ mắc ung thư tăng lên gấp 8 lần. Thứ hai, tập thể dục điều độ. Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, chẳng hạn như bơi lội hoặc đi bộ nhanh. Thực tế, chỉ cần sức khỏe cho phép, bất kỳ hình thức vận động nào cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư, đồng thời còn giúp ngăn ngừa béo phì. Thứ ba, tránh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu calo. Nếu mỗi 100 gram thực phẩm chứa hơn 250 calo, đó là thực phẩm có hàm lượng calo cao. Những thực phẩm giàu calo phổ biến bao gồm gà rán, sô-cô-la, khoai tây chiên và bánh ngọt. Khi những thực phẩm này được tiêu thụ, chúng sẽ chuyển hóa thành mỡ, từ đó dẫn đến tình trạng béo phì và tăng nguy cơ mắc ung thư. Thứ tư, ăn nhiều rau quả. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, nên tiêu thụ ít nhất 500 gram rau và không ít hơn 250 gram trái cây. Ngoài ra, rau nên là các loại rau không chứa tinh bột. Các loại rau củ chứa tinh bột phổ biến như khoai tây. Cần bổ sung thêm ngũ cốc và đậu như kê và đậu nành. Những thực phẩm này không chỉ giúp ngăn ngừa béo phì mà còn giảm tải cho hệ tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa một số loại ung thư. Thứ năm, hạn chế tiêu thụ thịt mỡ, thịt đỏ và các loại thịt chế biến sẵn. Dù là thịt đỏ, thịt mỡ hay thịt chế biến sẵn, chúng đều chứa hàm lượng chất béo cao. Tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Đặc biệt, thịt chế biến sẵn không chỉ chứa nhiều chất béo mà còn chứa nitrosamin, một chất gây ung thư được tạo ra trong quá trình ướp và hun khói. Thứ sáu, hạn chế uống các loại đồ uống có cồn. Khi rượu bia vào cơ thể, nó sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất gây ung thư. Theo thống kê, những người thường xuyên uống rượu có nguy cơ mắc ung thư cao hơn nhiều so với những người không uống. Vì vậy, tốt nhất là hạn chế hoặc không uống rượu, cũng như các loại đồ uống chứa cồn. Thứ bảy, khi bị bệnh cần phải tích cực điều trị. Bất kể bạn mắc phải bệnh gì, đều cần phải tích cực điều trị. Và trong quá trình điều trị cần lắng nghe theo lời khuyên của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính tiến triển thành ung thư, mà còn ngăn ngừa tổn thương các cơ quan do dùng thuốc sai cách. Quý vị thân mến, thói quen này có thể khiến bạn mắc ung thư. Đáng tiếc thay, nhiều người vẫn đang làm điều này mỗi ngày. Nếu không sửa đổi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có một câu nói rất phổ biến, trước 40 tuổi, ta dùng sức khỏe để kiếm tiền. Sau 40 tuổi, ta dùng tiền để mua lại sức khỏe. Nhiều người đang vắt kiệt sức khỏe của mình mà không để ý đến việc tích lũy sức khỏe. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Theo báo cáo Ung thư Trung Quốc năm 2019 do Trung tâm Ung thư Quốc gia công bố, vào năm 2015, có khoảng 3.92 triệu ca mắc mới ung thư và 2.33 triệu ca tử vong vì ung thư. Trung bình mỗi ngày, hơn 10.000 người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tức là mỗi phút có 7.5 người bị chẩn đoán mắc khối u ác tính. Nhóm người mắc bệnh tập trung chủ yếu từ 50 tuổi trở lên, nhưng ngày nay, bệnh ung thư đang ngày càng trẻ hóa. Vậy tại sao ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư, và điều này có liên quan gì đến lối sống? Thứ nhất, áp lực công việc dẫn đến lo âu và mất ngủ. Có nhà, có xe, có thể đi du lịch, mua túi, đồng hồ, nhưng trên thì có cha mẹ già, dưới thì có con nhỏ, và có khi còn có vài con vật cưng cần chăm sóc. Đây là bức tranh chân thực về cuộc sống của nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu. Họ kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng chi tiêu rất nhiều. Theo khảo sát của kênh WUCIABO, tỷ lệ nợ trung bình của tầng lớp trung lưu mới là 18.4%. Mỗi gia đình trung lưu mới trung bình có khoảng nợ 1.12 triệu nhân dân tệ. Để duy trì một cuộc sống ổn định,
đủ đầy và có chất lượng cao. Những người thuộc tầng lớp này phải gánh vác cả trách nhiệm xã hội lẫn trách nhiệm gia đình. Trong công việc không thể sai sót, trong cuộc sống phải đảm đương mọi việc. Áp lực đè nặng khiến họ lo lắng đến mức không thể ngủ ngon cả đêm. Theo báo cáo điều tra về tầng lớp trung lưu mới của Trung Quốc năm 2017 do Yaopin.com công bố, 33% số người trung lưu cảm thấy lo lắng thường xuyên, 62% thỉnh thoảng lo lắng và chỉ 4% không bao giờ lo lắng. Đừng ép bản thân quá mức, đừng làm khổ bản thân. Trong các phản ứng tâm lý tiêu cực, trầm cảm, cảm giác thất bại mãnh liệt, tuyệt vọng và bất lực có mối quan hệ mật thiết với ung thư. Giáo sư Liu Yiung Peng, trưởng khoa ung thư nội khoa của Bệnh viện Đại học Y Trung Quốc, nhấn mạnh rằng giữ tinh thần vui vẻ là phương pháp chống ung thư không tốn một xu. Thứ hai, thường xuyên thức khuya và mất ngủ. Sau một ngày bận rộn với công việc và khi con cái đã ngủ say, buổi tối là khoảng thời gian hiếm hoi mà nhiều người có được cho riêng mình. Vì thế, họ không muốn kết thúc quãng thời gian ngắn ngủi này quá nhanh. Nhiều người trung lưu dành thời gian này để phát triển bản thân. Theo khảo sát của Hurang, 48% tầng lớp trung lưu dành từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày để học tập và nâng cao kiến thức. 36% dành 2 đến 3 tiếng để đọc sách hoặc lướt điện thoại. Và chỉ trong chớp mắt, đã đến 11 đến 12 giờ đêm. Theo một giáo sư, trưởng khoa ung thư của Bệnh viện Đại học Đông Y Trung Quốc, trong quá trình khám chữa bệnh đã phát hiện rằng hầu hết bệnh nhân ung thư đều có tiền sử giấc ngủ không tốt. Việc thức khuya thường xuyên làm tổn hại môi trường nội sinh bình thường của cơ thể. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho tế bào ung thư hình thành, phát triển và lan rộng. Thứ ba, thói quen ăn uống dựa vào đồ ăn nhanh. Rất nhiều người không sử dụng nhà bếp của mình trong suốt cả tuần. Để tránh trễ giờ, họ ăn sáng qua loa, gọi đồ ăn nhanh cho bữa trưa và đến tối muộn mới về nhà. Để tiết kiệm thời gian, họ lại gọi đồ ăn nhanh một lần nữa. Nhiều món ăn nhanh chứa nhiều đường, muối, dầu và bột ngọt để tăng hương vị. Ăn đồ ăn như vậy trong thời gian dài sẽ kích thích và làm tổn thương niêm mạc ruột, lâu dần tăng nguy cơ mắc ung thư ruột. Thứ tư, lười vận động. Nhiều người dành cả ngày ngồi tại văn phòng và tối về nằm dài trên sofa. Theo sách trắng về tầng lớp trung lưu mới Trung Quốc năm 2018 do Hurang báo cáo công bố, hình thức giải trí của tầng lớp trung lưu chủ yếu là du lịch và tập thể dục. Nhưng thực tế, nhiều người dù mua thẻ phòng gym nhưng cả năm cũng chỉ đi tập được vài lần. Trong vài năm gần đây, có một thuật ngữ phổ biến là lười đến mức không thể cứu chữa. Điều này không chỉ là lười vận động mà còn có thể dẫn đến ung thư. Giáo sư viện ung thư của Học viện Y khoa Trung Quốc, chuyên gia phòng chống ung thư, bà Diên Phượng Lan, khuyến nghị rằng nếu mỗi ngày duy trì ít nhất 30 phút vận động, nguy cơ mắc ung thư có thể được giảm thiểu hiệu quả. Dữ liệu sống sót sau ung thư toàn diện nhất trong lịch sử đã được công bố. Sự chênh lệch giữa các quốc gia và khu vực vẫn còn rất lớn. Ung thư khiến con người cảm thấy tuyệt vọng chủ yếu là do khó điều trị dứt điểm. Trong y học lâm sàng, chữa khỏi ung thư nghĩa là sau khi bệnh nhân được điều trị, không còn phát hiện tế bào ung thư trong cơ thể, đồng thời, bệnh ung thư không tái phát. Đối với đa số người bệnh, ung thư thường tái phát trong vòng 5 năm đầu. Do đó, tỷ lệ sống sót sau 5 năm thường được sử dụng để đánh giá khả năng chữa khỏi một loại ung thư nhất định. Khái niệm tỷ lệ sống sót sau 5 năm nghĩa là sau khi điều trị 5 năm, tỷ lệ bệnh nhân còn sống là bao nhiêu phần trăm. Nếu sau 5 năm mà ung thư không tái phát, đa số bệnh nhân có thể được coi là đã chữa khỏi về mặt lâm sàng. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2018, tạp chí uy tín quốc tế The Lancet đã công bố một báo cáo về xu hướng sống sót sau ung thư trên toàn cầu,
được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Nghiên cứu này bắt đầu từ năm 2000, kéo dài suốt 15 năm. Dữ liệu được thu thập từ 71 quốc gia và khu vực, với 322 trung tâm đăng ký ung thư, bao gồm tổng cộng 37.51 triệu bệnh nhân mắc 18 loại ung thư khác nhau. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của hầu hết các loại ung thư đều tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các quốc gia và khu vực vẫn rất lớn. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào từng loại ung thư và khả năng điều trị của từng quốc gia. Mỗi quốc gia có những lĩnh vực chữa trị chuyên biệt khác nhau. Thứ nhất, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng. Từ năm 2010 đến 2014, trong số các bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư vú, tỷ lệ sống sót sau 5 năm ở Mỹ đạt tới 90,2%, tại Úc là 89,5%. Ở Trung Quốc, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư vú đã đạt 83,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư cổ tử cung 67,6% và ung thư buồng trứng 41,8% ở phụ nữ Trung Quốc vẫn còn ở mức trung bình toàn cầu. Thứ hai, ung thư phổi, ung thư gan và ung thư tuyến tụy. Trong số nhiều loại ung thư phổi, ung thư gan và ung thư tuyến tụy là những căn bệnh nguy hiểm nhất. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư phổi ở Nhật Bản là cao nhất, đạt 32,9%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Trung Quốc chỉ là 19,8%. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư gan trên toàn cầu dao động từ 5% đến 30%. Tại Trung Quốc, từ năm 2010 đến 2014, con số này là 14,1%. Ung thư tuyến tụy được coi là vua của các loại ung thư với tỷ lệ sống sót rất thấp. Ở hầu hết các quốc gia, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của loại ung thư này chỉ từ 5% đến 15%, và ở Trung Quốc, tỷ lệ này chỉ còn 9,93%. Thứ ba, ung thư đường tiêu hóa. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư dạ dày là 68,9%, ung thư đại tràng là 71,8% và ung thư trực tràng là 71,1%. Những con số này đều rất cao. Ở Nhật Bản, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư thực quản đạt tới 36%, trong khi ở Trung Quốc, các tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với các nước láng giềng. Lần lượt là ung thư thực quản 29,7%, ung thư dạ dày 35,9%, ung thư đại tràng 57,6% và ung thư trực tràng 56,94%. Thứ tư, ung thư trẻ em, bao gồm bệnh bạch cầu lympho cấp tính, ung thư hạch và u não. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh bạch cầu lympho cấp tính ở trẻ em tại Phần Lan đạt cao nhất, lên tới 95,2%. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư não ở trẻ em cao hơn so với người lớn. Ở Thụy Điển và Đan Mạch, con số này thậm chí gần 80%. Ở Trung Quốc, các tỷ lệ này lần lượt là bạch cầu lympho cấp tính 57,7%, ung thư hạch 61% và u não 41,1%. Đối với Trung Quốc, so với quá khứ, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của nhiều loại ung thư đã được cải thiện. Tuy nhiên, so với các quốc gia phát triển, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài cần đi. Điều này có liên quan mật thiết đến việc phổ biến sàng lọc ung thư, nghiên cứu các loại thuốc mới, phương pháp điều trị mới và sự tuân thủ của bệnh nhân. Khi đối mặt với các loại ung thư khác nhau, ngày càng nhiều bệnh nhân cân nhắc việc tìm kiếm điều trị ở nước ngoài. Điều trị ung thư là một cơn bão lớn đối với nhiều gia đình bình thường, và vào thời điểm quan trọng, ai sẽ là người cứu bạn? Chi phí điều trị ung thư chưa bao giờ là con số nhỏ.
Nó là một cơn bão mà nhiều gia đình trung lưu khó có thể vượt qua. Việc rơi vào cảnh nghèo đói do bệnh tật có thể chỉ diễn ra trong một đêm. Trên mạng có một chủ đề nóng được chia sẻ: chồng mắc ung thư, nên bán nhà tiếp tục điều trị hay để lại nhà cho con? Bên dưới chủ đề này, nhiều người đã chia sẻ câu chuyện khó xử của chính mình. Tại sao điều trị ung thư có thể kéo một gia đình xuống đáy vực? Điều trị ung thư được chia thành nhiều bước và giai đoạn khác nhau. Không phải chỉ phẫu thuật cắt bỏ khối u là xong, mà cả quá trình điều trị có thể rất dài. Một số bệnh nhân chia sẻ hành trình tìm kiếm điều trị của họ. Mỗi lần kiểm tra công ty đã tốn khoảng 3 đến 4 nghìn tệ. Chi phí thuốc điều trị đích có thể lên đến hàng trăm nghìn tệ là chuyện thường. Phí kiểm tra, phí phẫu thuật, phí hóa trị, phí chăm sóc mỗi giai đoạn đều cần chi tiêu, và đó đều là những khoản tiền lớn. Hơn nữa, thời gian điều trị kéo dài bao lâu và liệu có thể chữa khỏi hay không lại khác nhau tùy từng người. Đối mặt với ung thư, phương pháp điều trị tốt nhất vẫn là phòng ngừa từ sớm, để không rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Kiểm tra sức khỏe định kỳ và sàng lọc sớm rất quan trọng. Phát hiện sớm, điều trị sớm là chìa khóa để chữa khỏi ung thư. Mỹ, Hàn Quốc và Đan Mạch đã triển khai các kế hoạch quốc gia về ung thư, trong đó đề cập đến việc sàng lọc sớm các loại ung thư có nguy cơ cao. Nguyên nhân ung thư gây tử vong là vì tế bào ung thư không giống như tế bào bình thường. Chúng không già đi và chết. Ngược lại, chúng liên tục nhân lên và di căn sang các cơ quan khác, làm suy giảm chức năng của nhiều hệ cơ quan và cuối cùng dẫn đến cái chết. Ung thư giai đoạn đầu là khi chưa phát hiện sự di căn. Đối với các khối u có thể phẫu thuật, nếu cắt bỏ được ổ bệnh nguyên phát, có khả năng loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư. Thứ hai, cần hình thành thói quen sống lành mạnh. Tế bào ung thư tồn tại trong cơ thể mỗi người. Phần lớn thời gian, chúng sống hòa bình với cơ thể. Nhiều khối u có thể được kích hoạt bởi thói quen sống không lành mạnh của chính chúng ta. Chẳng hạn như tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, thích ăn thịt và ít ăn rau. Những thói quen này dễ gây ra ung thư đường ruột. Việc hút thuốc lá nhiều cũng dẫn đến nguy cơ mắc ung thư phổi do hít phải khói thuốc thụ động. Nên ngủ khi cần ngủ, ăn khi cần ăn. Mỗi ngày duy trì một khoảng thời gian tập thể dục, không nên hút thuốc hay uống rượu. Hãy tạo ra thói quen sống có kỷ luật, không tự gây ra cho bản thân những yếu tố bất lợi để ngăn ngừa và kiểm soát ung thư. Thứ ba, tập thể dục thường xuyên. Hãy ghi nhớ quy tắc 1-3-5-7. Nếu mỗi ngày duy trì vận động trên 30 phút, nguy cơ mắc ung thư sẽ giảm đáng kể. Khi lập kế hoạch tập luyện cho mình và gia đình, bạn có thể tuân theo nguyên tắc mỗi ngày nên vận động ít nhất một lần, mỗi lần liên tục không ít hơn 30 phút. Nếu không thể tập luyện hàng ngày, hãy cố gắng tập ít nhất 5 lần mỗi tuần. Nhịp tim khi tập luyện nên đạt mức khoảng 170 trừ đi số tuổi của bạn. Việc tập thể dục như vậy không chỉ giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống mà còn giúp loại bỏ mệt mỏi, giảm bớt căng thẳng tâm lý và phòng ngừa trầm cảm. Quan trọng hơn, loại hình vận động này giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư buồng trứng. Thứ tư, cẩn thận khi lựa chọn các sản phẩm sinh hoạt. Các chất như chất chống cháy brom, chất hóa dẻo và bisphenol A có thể gây ung thư. Những chất này thường có trong một số sản phẩm gia dụng. Khi mua sắm các sản phẩm sinh hoạt, nếu ngửi thấy mùi lạ, hãy bỏ qua và không sử dụng. Tốt nhất là hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa trong cuộc sống hàng ngày. Không dùng cốc nhựa để đựng nước sôi. Không sử dụng túi nhựa để đựng thức ăn nóng để tránh việc các chất độc hại bị giải phóng dưới tác động của nhiệt độ cao. Khi mua đồ nội thất,
hãy chọn các sản phẩm làm từ giải lanh hoặc len. Sau khi tiếp xúc với hóa đơn tại siêu thị, cần rửa tay ngay lập tức. Thứ năm, hãy từ chối sự cám dỗ của chất béo. Những món ăn ngon như thịt kho, bánh kem có thể khiến nhiều người thèm thuồng, nhưng trong đó có hàm lượng chất béo cao có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Chất béo có mối liên hệ chặt chẽ với ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư tuyến tiền liệt. Trẻ em thích ăn chất béo ngay từ nhỏ, khi lớn lên sẽ có nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Ngày mai và những sự kiện bất ngờ có thể đến bất cứ lúc nào. Cuộc đời không lường trước được điều gì, và những diễn biến bất ngờ trong cuộc sống như sinh, lão, bệnh, tử là điều không thể tránh khỏi, là nỗi đau mà ai cũng phải đối mặt. Các bạn trung niên và cao tuổi, đừng chờ đến khi ung thư xuất hiện mới hối hận không kịp. Xin chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe để có thể sống một đời ung dung tự tại. Cảm ơn đã dành thời gian dõi xem Bờ Tỉnh Thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và hẹn gặp lại.